Đông mưa này rất bận với cái đầu xuân. Mưa phùn rất là bận nhỉ. Dịch bệnh nó mới nhiều. Ừ. Đi xe có Nam Lũng. Chiều 16 thì cái Nguyên nó mới ra đến đây thì khoảng 17 nó ở đây thì 18 này mới lên đấy. Thì tối thế chiều 18 là đấy được, rồi, đúng rồi. Tính vậy bây giờ như này nó đang sửa là, nhà đấy. Bây giờ là mọi người cố gắng là tự mình chủ động thôi, chủ động đi. Bởi vì là có thể là anh lúc ấy rất bận ấy, không thể lo hết được. Có anh Sơn với chị Thảo ở Sài Gòn cũng sẽ bay ra đăng ký ra đây đấy, thì rồi cũng sẽ đi Phú Thọ nữa, rồi cũng đang mọi người cũng bảo tự thuê khách sạn Hà Nội ở thôi. Thì ở khách sạn nào thì anh hướng dẫn rồi. Thì sẽ đưa cái số điện thoại nếu Thái chưa có để mình liên hệ, mình hỏi han. Thế thì Thái, anh ngoài cái việc anh gọi ra thì là Thái với Phú gọi chủ động để cho nó này, hỏi han này để tiếp luôn. Luôn đoán luôn rồi. Với lại cũng ngồi cùng bàn xong rồi nói chuyện. Tất cả các bàn của họ hàng bên nhà mình nhá, thì ngồi khoảng 1-2 bàn. Thế thôi, 2-3 bàn thôi, thì đấy, cứ để 3 bàn đi. 3 bàn cả bạn đấy, anh, bạn không, Nam Định. Không, bạn anh thì là cũng một bàn riêng. Đấy, bạn đấy, anh kể cả bạn mà. Của bên của nhà Phú nhá, rồi là của nhà mình bác Phương, bà B, ông Phương, nhà gia đình bà B, gia đình bà Phương nhá. Thì hai cái bàn đấy, hai phòng các thứ nhá, khoảng 2 bàn. Kể cả chỗ có chỗ của chị Thảo nhá, là hết vào đấy. Rồi vào 2 bàn. Hai bàn liền nhau bàn thì đấy, mình liền nhau luôn. Đấy, thứ hai nữa là phía đằng Hà Nội, họ hàng Hà Nội nhà Dung thì cũng phải 4 bàn đấy, đông lắm. Thì đông Dung đông chứ. Đông. Đông anh em. Thực sự mà nói là cái bạn bè của Dung bây giờ lại không biết là ở đâu. Hay bởi vì là cái điện thoại nó 3 năm nay không dùng, nó hỏng mất rồi. Thế là số má rồi tên các thứ nào hết trong điện thoại. Còn cái quyển danh bạ thì mình không tìm cái đâu, mình đem mình vứt đi đâu mất rồi. Nên là mình không có biết. Thôi họ chắc thì kể rồi. Có một số người thì rất quan trọng thì là rất thân thì là mình đã mời được rồi. Thế nào cũng sẽ sót. Thế nào cũng sẽ sót. Chuyện đấy là chuyện bình thường. Bây giờ nó cũng không ngày xưa. Vâng, bây giờ nó cũng tiên phiến phiến đấy mà. Phiến phiến hơn chứ còn không chắc như ngày xưa, bởi vì ai cũng bận bị mệt. Lại rơi vào ngày thường nữa. Có. Đến được là tốt, không đến được cũng không vấn đề gì, gửi cái lời chúc là xong. Cơ bản là những cái người họ hàng thân thuộc ấy, là mình mà không chú đáo thì có thể họ trách. Còn bạn bè thì nghĩ là không vấn đề gì. Bạn bè là thông cảm với nhau hết. Những cái đám bạn mà học cùng ở đại học y thôi thì cũng những cái người đi rước dâu 8-9 chục rồi. Bông có nhiều không nhỉ? Không nhiều đâu. Bởi vì là tận Phú Thọ mà, cho nên anh nghĩ chỉ một ô tô to thôi. Ô tô to phía đằng nhà mình nhá, với đằng gia đình nhà chỗ nhà Dung nhá, thì một số anh chị cũng lớn tuổi nên mình cũng nghĩ là cũng không, nhưng mà biết cụ thể sẽ đăng ký khoảng anh cứ thuê để cái xe ô tô to. Không, xe thì không nói, nhưng nói về và bàn ăn ở trên đấy ấy. Bàn ăn ở trên đấy thì cũng ở đấy cũng phải lên đấy ăn cho nó rõ ràng. Anh nghĩ khoảng 15 người, gọi cho 2 mâm đi, 2 bàn đi, 2 bàn cho thoải mái đúng không? Hôm nay chắc là hai vợ chồng em và thằng Sơn với lại hai vợ chồng chị Nguyên là đi cái xe nhà em là chủ động rồi. Thế là đi cái xe riêng hả? Xe riêng đấy. Còn cái xe riêng đấy có đủ hết ngồi xe nhỏ thế không? Xe 5 chỗ mà. Xe 5 chỗ mà. Okay. Cần thiết thì đi sang kia cho nó vui cũng được. Đi cho vui cũng được mà. Có đi xe, đi riêng cũng được, cũng chủ động. Vâng, được, xe nào cũng được. Cái đấy thì mọi người tự lo hộ. Đấy. Cái đấy là lịch trình là cái Giang thì nó cũng bảo là biết là có ấy đi cái băng thì đi không, mà không biết là trên
gần 2 tiếng. Nhưng mà đường đẹp lắm, đường cao tốc đẹp. Đường cao tốc được khoảng nửa số đường là đường cao tốc đẹp. Đi rồi. Đi mấy lần. Thực ra có thêm 1-2 cái xe đi nó cũng có vẻ hoành tráng hơn. Cộng với xe của bên nhà kia, bên nhà Giai. Trên đường về tiện luôn. Nói xong về xuống đường, đang ấm xong rồi ra đây.